cho rằng mức phí quá cao, hàng ngày bắt buộc phải lưu thông qua lại nhiều lượt. Các chủ phương tiện tại xã Lê Thiện, Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã kiến nghị giảm mức phí đường bộ cho người dân sinh sống quanh trạm thu phí số 2, quốc lộ 5. Lý do được đưa ra đó là đường từ xã ra trạm thu phí chỉ khoảng 20m, còn hộ xa nhất là 1km. Đây là những đại diện của người dân hai xã Lê Thiện và Đại Bản. Tại buổi đối thoại với chủ đầu tư và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, họ cho biết với phương tiện cá nhân, mỗi ngày qua trạm 2 lần, tức 4 lượt, mất gần 200.000 đồng, như vậy là quá cao. Cách đây vài tháng ấy, thì ví dụ như là thu trạm thu 10.000, là thôi anh em chúng tôi nghĩ không đáng bao nhiêu cả, là chúng tôi đóng. Nhưng mà thời gian gần đây lên quá cao. Cái xe 10.000 trước là hiện nay đang thu 45.000, còn cái xe mà trước thu 15.000 hiện nay lên 60.000. Thế nên là chúng tôi có ý kiến tất cả cấp trên xem xét làm sao tạo điều kiện cho chúng tôi để lưu thông được vấn đề là dễ dàng, để cùng phát triển kinh tế. Hiện nay là bà con nông dân ở đây rất là nghèo. Theo ông Đoàn, mức phí cũ là chấp nhận được đối với các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng hay buôn bán vì chỉ có 10.000 đồng một lượt. Với mức phí thấp nhất tăng như hiện nay, tức 45.000 đồng một lượt, nếu không có sự điều chỉnh thì phải bỏ nghề. Việc lưu thông 1-2 km mỗi ngày nhưng phải đóng phí đi toàn tuyến, nhiều người dân cho rằng đó là bất hợp lý. Coi như là mấy xào củ đậu, vì đi nếu ở kia người ta bán 5.000, nhưng mà đi qua trạm người ta chỉ mua 4.000 thôi. Thế nên là coi như là tự nhiên là gì nó bảo là mua, nó chỉ mua thế thôi, qua trạm người ta chỉ mua thế thôi. Còn không bán thì thôi, người ta mua nữa. Trước kia đấy thì là cái giá vé đấy nó thấp thì bọn tôi còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ cái giá vé nó quá cao, nó đẩy giá thành lên và nó rất là khó để cạnh tranh. Dưới góc độ quản lý nhà nước, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng kiến nghị của các hộ dân là chính đáng. Tuy nhiên, trong khi những kiến nghị chưa được Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính chấp thuận, thì người dân bắt buộc phải thực hiện theo quy định, không thể làm khác. Bộ Tài chính, liên quan đến cả Bộ Tài chính nữa, thì để ban hành cái mức thu của từng trạm một là Bộ Tài chính là người mà ban hành. Thế cho nên là về phía Tổng cục Đường bộ Việt Nam, rồi cũng như Bộ Giao thông sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến và tâm tư nguyện vọng mà nó xác đáng để làm sao trong cái thời gian tới này sẽ sửa đổi cái thông tư 159 này làm sao để đáp ứng chắc chắn là không được hết được, nhưng sẽ được phần nào đối với lại những cái tổ chức cá nhân rồi người dân ở quanh đối với trạm thu phí mà thường xuyên đi lại. Trước đó vào cuối năm 2015, hai trạm thu phí trên quốc lộ 5 đã đồng loạt tăng phí lên tới 100-200% đối với từng loại phương tiện. Và trong dịp mùng 1 tháng 4 vừa qua, các trạm này tiếp tục tăng phí lần 2, bình quân tăng khoảng 50% so với trước đây. Riêng xe từ 18 tấn trở lên tăng 25% so với mức phí cũ.